Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Chris Nguyễn và mình là Vinh đây. Tiếp tục với những clip liên quan đến việc trị bệnh liên quan đến ký sinh trùng trên đối tượng là cá mú chân châu. Thì hôm nay tại một farm nuôi mình đang đi ra tư vấn. Tất nhiên mình đang cố gắng thay đổi cái farm này là chuyển sang chế độ là tắm lồng bạt. Tại vì hồi giờ thì họ vẫn sử dụng với phương pháp là tắm nước ngọt và xúc lên thùng chai để tắm. Nhưng mà qua nhiều lần mình đi rất nhiều farm, tất nhiên để thay đổi không thể thay đổi một sớm một chiều, nhưng mà hiện tại mình cũng đang so sánh để xem cái hiệu quả và cũng như cái tính gọi là khi mà sau khi tắm thì cái vấn đề là tắm dùng bạt hay là dùng phương pháp truyền thống như là tắm bằng thúng và dùng nước ngọt. Còn cái phương pháp hiện tại mình đang khuyến cáo là dùng lồng bạt và dùng nước mặn cộng với súng khí tắm trực tiếp luôn, thì cái nào sẽ hiệu quả hơn thì tất nhiên cũng không thể khẳng định 100%, nhưng qua cái nhiều lần mình tham khảo và nhiều lần mình chứng thực cũng như mình đã làm thì mình thấy rằng là phương pháp tắm bạt hiện nay là phương pháp tắm tốt nhất, tốt trong dịp bên này, tại vì nó đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí. Thứ nhất là con cá nó không bị bắt lên bắt xuống, nó không bị stress nhiều lần. Thứ hai là chúng ta có thời gian tắm dài hơn với cái nồng độ hóa chất ở mức độ vừa phải thì nó đủ thời gian để tiêu diệt và những hoặc là làm rời những con ký sinh trùng như trùng vỏ dưa, trùng mây xe cũng như giận cá hay là sán lá đơn chủ mang và da cá, và có thể sử dụng kháng sinh như oxytetracycline để làm lành những vết thương trên cái phần lưng, phần miệng cũng như phần thân bụng của con cá mú chân châu. Để mình quay qua cho các bạn xem cái thúng tắm cá của họ như thế nào. Nó hơi gió nên các bạn thông cảm nha. Đây, thì trong cái thúng tắm cá này thì là nước ngọt và họ sử dụng là xanh methylene. Cái thúng này nó rơi vào tầm khoảng 400 lít thì họ sử dụng một chai xanh methylene là phóng môn. Phóng môn thì rơi vào tầm khoảng nếu mà một khối thì là 200 ppm thì tương đương với là 200 ml. Đấy, nhưng mà hiện tại thì nó rơi vào nửa khối thì dùng khoảng 100 ml. Đây mình quay cận cảnh cá này, mình xem nào. Đây là tắm để sạch trùng quả dưa hoặc là trùng bánh xe như là các vấn đề về lở loét. Thì hiện nay mình cũng đang so sánh cái hiệu quả của việc tắm bằng bạt và tắm bằng phương pháp truyền thống là dùng thúng và nước ngọt. Tất nhiên rằng cái hiệu quả như nào thì cần phải có sự đánh giá, nhưng mà khi mà chúng ta tắm thì còn thường thường con cá vẫn còn đang khá là khỏe và chưa có bị gọi là chưa có bị quá nặng về vấn đề những ký trùng cũng như những loại bệnh liên quan đến là loét viro chẳng hạn, thì chúng ta tắm thì nó vẫn có sẽ có những hiệu quả. Còn nếu khi mà nó đã quá nặng rồi thì gần như là nó không có hiệu quả nữa, thậm chí càng tắm nó càng nhanh hao hụt hơn. Thường thường rơi vào tầm khoảng 3-5 phút thì chúng ta sẽ thả lại. Còn nếu mà tắm bằng nước mặn và dùng phóng môn và oxytetracycline thì chúng ta phải tắm dài hơi hơn, dao động từ 30 đến 45 phút. Mỗi cá nó sẽ có một cái ưu nhược điểm. Nhưng mà tất nhiên khi mình so sánh những các phương pháp trị bệnh thì chúng ta sẽ đánh giá những ưu nhược điểm và khi chúng ta sẽ chọn lựa cái ưu điểm tốt nhất để chúng ta tiến hành sử dụng phương pháp phù hợp với điều kiện của farm nuôi. Đó, nói chung là cũng khá là đơn giản đúng không? Không phức tạp. Nhưng mà cái quan trọng trong vấn đề phòng trị bệnh là chúng ta phải quan trọng tính thời điểm. Đấy mới là điều quan trọng. Khi mà nó đã vượt qua cái điểm vàng cũng như là câu chuyện mà các loại bệnh trên cơ thể người, kể cả những cái bệnh cực kỳ nguy hiểm ví dụ như đột quỵ
hoặc là ung thư, thì chúng ta khi mà chúng ta để qua giai đoạn vàng thì gần như chúng ta sẽ không có cái hiệu quả trong cái vấn đề điều trị. Cái vấn đề quan sát và xác định thời điểm để phòng trị bệnh nó là điều quan trọng, điều quyết định đến cái hiệu quả của cái phương pháp. Rồi, mình giới thiệu qua, quay qua cho các bạn xem, giới thiệu qua để chúng ta thấy là review cho các bạn thấy là những cái phương pháp để chúng ta phòng trị bệnh ký sinh trùng trên các đối tượng nuôi biển, đặc biệt là con cá mú chân châu là cái con mà mình lại bắt đầu mình theo đuổi để dần dần cũng là một đối tượng nuôi mà chúng ta sẽ sử dụng thêm công nghiệp trong thời gian tới. Đó là đối tượng để cùng song song với con cá chim vây vàng, là hai đối tượng mà chủ lực trong cái nuôi biển trong thời gian tương lai ở khu vực duyên hải miền Trung. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thích hãy nhớ like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ với kênh Chris Nguyễn để ngày càng nhiều các những người yêu thích nuôi biển chúng ta biết đến để chúng ta cùng nhau phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.